Chào mừng kính chào quý vị đến với bản tin truyền hình sáng thứ bảy ngày mùng 1 tháng 3 năm 2014 của Đài Châu Tự Do. Sau đây là phần tin. Trước hết là phần tin có liên quan đến Việt Nam. Thưa quý vị, Quốc hội Việt Nam sẽ công khai ý kiến để xem xét lại các dự án bô xít ở Tây Nguyên trước việc tập đoàn Than Khoán Sản cho biết sẽ bị lỗ khoảng 2.400 tỷ đồng trong vòng 7 năm sắp tới. Phát biểu trên báo chí trong nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Kinh tế của Quốc hội ông Mai Xuân Hùng hôm 28 tháng 2 nói rằng cần phải xem xét đánh giá cẩn trọng hệ lụy nợ đối với hai dự án bôxit tân rai và nhân cơ. Ông Mai Xuân Hùng là thành viên phái đoàn Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thực hiện chuyến đi giám sát hiệu quả tổng thể về kinh tế, xã hội gắn với bảo đảm an ninh quốc phòng của hai dự án này. Thưa quý vị, tập đoàn Tân Rai và Nhân Cơ là do tập đoàn Than và Khán sản của TKV làm chủ đầu tư. Chính phủ Việt Nam đã bảo lãnh cho tập đoàn này vay 600 triệu Mỹ Kim của nước ngoài để thực hiện hai dự án bổ xít Tây Nguyên và đây là điều gây ra lo ngại cho các đại biểu quốc hội. Phó Chủ tịch Ủy ban Kinh tế ông Ma Xuân Hùng nói là phải đưa ra lời cảnh báo hai dự án bổ xít Tây Nguyên vì chính phủ không thể mạo hiểm trước đây đã có nhiều bài học. Thưa quý vị, việc kiều có thể được phép kinh doanh địa ốc ở Việt Nam. Đây là một điểm mới theo nội dung dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đang trong quá trình thẩm tra trước khi được trình Quốc hội. Bộ xây dựng cho biết nếu dự thảo luật được thông qua thì việc kiều có thể đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê và đầu tư xây dựng cho các công trình hạ tầng kỹ thuật, thuê quyền sử dụng đất để cho thuê lại. Tuy vậy, vẫn còn một nút thắt rất lớn là Việt Kiều được làm địa ốc nhưng không được phép mua nhà hoặc công trình xây dựng để bán lại. Lý do là vì luật đất đai 2013 không cho phép tổ chức cá nhân nước ngoài được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Theo các chuyên gia nhà nước Việt Nam, luôn lo sợ rằng là Việt Kiều cũng như những người nước ngoài có thừa khả năng tài chính để đầu cơ kiểm soát thị trường bất động sản. Cho nên mới chỉ mở ra một cách hạn chế, đó là phải đầu tư xây dựng các dự án rồi mới được bán lại hoặc cho thuê. Thưa quý vị, tiền ảo, Bitcoin hoặc bất cứ loại tiền ảo nào khác đều không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Chiều 27 tháng 2, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ra thông cáo báo chí xác định việc cấm các tổ chức tín dụng, ngân hàng không được phép sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo khác như loại tiền tệ hoặc phương tiện thanh toán khi cung ứng dịch vụ cho khách hàng. Tại Nhật Bản, Metgo Bitcoin, một mạng giao dịch tiền ảo Bitcoin hôm thứ Sáu đã nộp đơn khai phá sản. Nhà điều hành Mark Kapeles cho biết ngân quỹ ảo của công ty này biến mất gần như toàn bộ. Sự thiệt hại của khách hàng và công ty điều hành vào khoảng hơn 500 triệu Mỹ Kim. Mặt khác tại Hồng Kông, một cửa hàng bán tiền ảo Bitcoin vừa khai trương hôm 28 tháng 2. Đây là cửa hàng thật bán tiền ảo Bitcoin đầu tiên trên thế giới. Và thưa quý vị, nhìn sang tình hình của Ukraine. Cựu Tổng thống của Ukraine Yanukovych mở cuộc họp báo tại thành phố Rostov ở phía nam nước Nga hôm thứ Sáu, tuyên bố sẽ tiếp tục tranh đấu cho tương lai của xứ sở này. Ông Yanukovych bác bỏ việc đã ra lệnh cho cảnh sát bắn giết người biểu tình tại Kiev. Ông quy trách những người biểu tình đã gây ra sự kiện đó. Nói đến tình hình Crimea, nơi những vị trí chiến lược bị người võ trang thân Nga chiếm giữ, ông gọi đó là phản ứng tuyệt hảo của người dân. Nhưng ông cương quyết xác định Crimea phải thuộc về Ukraine, dù được hưởng quyền tự trị rộng rãi hơn. Ông tuyên bố sẽ không nhờ Nga yểm trợ quân sự, cũng không tham dự cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 5 do chính quyền lâm thời tổ chức. Cựu Tổng thống Yanukovych cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Nga Putin và sẽ hội kiến trong thương mại tới. Ông cũng lên án phương Tây theo đuổi chính sách vô trách nhiệm trong việc thúc đẩy bạo động chống lại ông, sau khi ông đã tin cậy vào các bộ trưởng thuộc EU và ký thỏa hiệp chấm dứt khủng hoảng. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình sáng thứ bảy của Đài Á Châu Tự Do. Chân Nhi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và kính chúc quý vị một tuần lễ thật bình an. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần tới.